Trong khuôn khổ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần 9 năm 2022, hội thi bánh dân gian với chủ đề Bánh dân gian hội nhập và phát triển chính thức khai mạc vào ngày 7 tháng 4 tại khu vực quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Dự khai mạc có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hội thi do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được tham gia quy trình làm bánh, có cơ hội tìm hiểu, thưởng thức về văn hóa ẩm thực các vùng miền, tiếp tục khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực, đặc biệt là các loại bánh truyền thống, qua đó góp phần tạo sân chơi và kết nối các tổ chức, hiệp hội, làng nghề, nghệ nhân làm bánh, từng bước xây dựng thương hiệu bánh dân gian, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Hội thi năm nay có 173 nghệ nhân đến từ 31 tỉnh thành trên cả nước với 97 món bánh. Bên cạnh các tỉnh thành phía Nam, có 6 đơn vị từ phía Bắc và miền Trung, gồm Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 4 cho đến ngày 10 tháng 4. Giải thưởng sẽ được công bố nhân lễ bế mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ vào ngày 11 tháng 4.